Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì nếu như doanh nghiệp của mọi người đang cần tìm một thiết bị để phục vụ cho công tác quản lý kho, quản lý tài sản hay là trong vận chuyển logistics, giao hàng, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy kiểm kho di động của hãng Jetra, có model đó là TC26. Thì đây là một dòng máy kiểm kho di động giúp mình có thể cập nhật tất cả những thông tin về hàng hóa, về xuất nhập tồn kho lên hệ thống một cách rất là tiện lợi mà không cần phải mang vác theo nhiều thiết bị khác để mình có thể làm được đó. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chi tiết về thiết bị này. Thì đây là dòng máy TC26 của Jetra. Đây là một thiết bị kiểm kho di động mà em muốn giới thiệu với mọi người. Thì bây giờ em sẽ mở ra cho mọi người xem các thành phần bên trong chiếc hộp của cái dòng máy TC26 này nhé. Đây. Đấy, hết rồi nhá. Đây các thành phần chính của bên trong này. Đầu tiên là một cái quyển sổ để ghi những cái thông tin rồi hướng dẫn của máy ha. Nó sẽ bao gồm mà nhiều thứ tiếng khác nhau. Rồi tiếp theo ở đây, đây là cái cục pin của máy nha mọi người. Đây, đi kèm pin thì pin rời ra, sau đó thì mình sẽ tự được gắn vô nhá. Nếu như cái cục pin tiêu chuẩn thì nó là 3300 mAh, còn nếu mọi người có thể là mua cái phiên bản nâng cấp của cái dòng máy này với cái dung lượng pin cao hơn, đó là 5260 mAh nha mọi người. Tiếp theo thì đây là cái thành phần quan trọng nhất ha. Thì đây là chiếc máy của mình đây nha mọi người. Thì đây là dòng TC26PK, đây mọi người có thể xem ha. Đầu tiên thì mình nhìn sơ qua một xí về tổng quan bên ngoài ha. Thì đây thì màn hình của nó được trang bị, đây là một màn hình 5 inch với kích thước là 5 inch này, nó khá là mỏng ha, nó như một cái chiếc smartphone của mình đó, cầm rất là tiện tay, rất là vừa tay ha. Kích thước 5 inch như một chiếc điện thoại iPhone của mình thôi ha, hay là một chiếc Samsung đó, mọi người có thể xem. Mà nó có được cái nút nhấn để hỗ trợ mình trong quá trình là thao tác. Thì bây giờ em sẽ gắn pin vào và mở nguồn lên cho mọi người xem về bên trong của chiếc máy này. À, trước khi mở gắn pin thì mọi người có thể xem thì chiếc máy này nó có trang bị đó là hỗ trợ cho mình, đó là mình có thể là gắn sim vào hoặc là và có trang bị gắn thẻ nhớ nha mọi người. Đây thì em sẽ mở lên cho mọi người xem nha. Đây nút nguồn ở phía trên này nè, thì mình chỉ có thể là mở nguồn lên. Để mọi người đợi một xí nhé để cho nó mở nguồn lên ha. Thì nó không khác gì so với những cái chiếc điện thoại thông minh smartphone hiện nay, vừa đẹp mắt mà vừa hiện đại. Thì ngoài ra thì nó cũng được kết hợp thêm đó là cái tính năng có thể là đọc được những cái mã vạch 1D và mã vạch 2D, vừa được trang bị cái con bắt đọc mã vạch của hãng Jetra ở trên này. Mọi người có thể xem thì một sự kết hợp hoàn hảo giữa những cái tính năng của smartphone cũng cộng với là cái tính năng đọc mã vạch rất là hiện đại ở trên này ha. Thì có thể là đọc nhanh nhạy những cái thiết bị mã vạch. Đây thì đây đã được chạy hệ điều hành đó là Android. Hiện tại là cái phiên bản Android đang sử dụng trên này đó là Android 11 nha mọi người. Android 11 thì ở đây mọi người có thể xem, đây là cái màn hình cảm ứng của chiếc máy ha. Màn hình cảm ứng rất là nhạy ở đây ha, và rất là dễ tương tác để mình có thể là cài đặt nhiều cái ứng dụng lên trên này. Và đặc biệt hơn, cái dòng máy này thì mình có thể là sử dụng được trong những cái môi trường mà nó khắc nghiệt hơn ha. Phía sau này mọi người có thể xem cái camera sau của máy có trang bị đó là đèn flash này để chiếu sáng, cũng như là camera nó có độ phân giải lên tới đó là 13 MP, giúp mình có thể là nó có thể là trang bị là lấy nét tự động, giúp mình có thể là chụp lại được những cái chứng từ hàng hóa hay là những cái gói hàng trong quá trình mà mình giao hàng, hoặc là chụp lại những cái kho hàng, kệ hàng, hàng hóa bị hư hỏng hoặc là cần báo cáo gì đó về cái hàng hóa ở trong kho, thì mình có thể chụp lại hoặc là chụp lại bản vạch, chụp lại bất kỳ những cái thông tin gì trên đó. Trang bị tới 13 MP nên nó có thể chụp lại rất là rõ những cái thông tin ở trên đó nha mọi người. Và đặc biệt đối với dòng máy TC26 của Jetra thì nó có hỗ trợ cái tính năng đó là tính năng gọi thoại ha. Nó rất là hiện đại, một trong những tính năng rất hiện đại của hãng Jetra ở đây. Và trên này cái đầu đọc bản vạch ở đây thì đối với dòng Jetra 26 thì đã được trang bị với cái đầu đọc có thông số đó là SE4100. Thì đây là một sự lựa chọn rất hợp lý để mình có thể là quét được những mã vạch nhỏ cũng như là nhiều cái loại mã vạch với những cái kích thước khác nhau. Thì như ban đầu em nói thì dung lượng pin thì mình có thể là lựa chọn hai phiên bản, một là phiên bản tiêu chuẩn 3300 mAh, phiên bản thứ hai đó là mình sử dụng đó là dung lượng pin được nâng cấp
với là 5260 mAh nha mọi người. Đó. À, về cái dòng máy này thì mọi người có thể là chọn cái hình thức là nâng cấp lên Android 14 nếu như mọi người cần, thì mình phải mua cái gói nâng cấp của hãng Jeep ra, thì đó là không phải bản tiêu chuẩn, thì những cái option thêm em muốn giới thiệu đây thì em sẽ thử lướt sơ qua đây mọi người thấy xem nè, rất là nhảy ha. Đó thì mình có thể là kết nối như wifi, bluetooth hay là một số tính năng khác, mở đèn flash, nó không khác gì một cái chiếc điện thoại smartphone, và nó tốt hơn smartphone ở chỗ đó là sử dụng được tốt trong môi trường khắc nghiệt, cộng với là có cái đầu độc mạ vạch siêu nhảy của hãng Jeep ra ở đây. Ok thì bây giờ em sẽ mở một cái app của hãng Jeep ra lên và test thử cho mọi người xem cái khả năng đọc mạ vạch của cái chiếc máy này ha. Thì mọi người có thể thấy hai bên hông này nó có hai cái nút màu vàng này, giúp mình có thể là nhấn vào và có thể là quét được cái mạ vạch một cách tiện lợi mà không cần đây mọi người có thấy cái điểm đỏ ở đây là cái điểm sáng của dòng máy này nha mọi người. Điểm sáng này giúp mình có thể là định vị được cái vị trí của mạ vạch để mình có thể là quét được cách chính xác nhất. Đây. Nó có thể đọc được cả một vật 1D lẫn mạ vạch 2D. Đây chính là mạ vạch đây. Mạ vạch rất là nhỏ ở đây mọi người thấy không? Này mạ vạch rất là nhỏ ở đây này, đọc rất là dày này. Đây là những cái thông tin mình đọc được. Hiện tại thì em chỉ đọc lên đây là còn khi mà mọi người thực hiện trong việc quản lý tài sản hay là trong việc quản lý kho hoặc là gì đó thì mình cần cài cái app của mình lên, thì hãng cũng cung cấp cái API của cái dòng máy này để cho các nhà lập trình hoặc các đơn vị hoặc các bạn lập trình bạn có thể là cập vào và kết nối để có thể là viết những cái app với những cái ứng dụng riêng cho từng doanh nghiệp cũng như là cho từng cái doanh nghiệp của mình nha mọi người. Đó thì đây là những cái tính năng cơ bản của cái dòng máy TC26 mà em muốn giới thiệu với mọi người và ứng dụng của nó. Đây camera ha, để mở camera mình xem ha. Camera đây. Để mọi người xem ha, camera của nó này, giúp mình có thể chụp được những thông tin này. Nó có thể lấy nét được, có mọi người thấy không? Nó có thể lấy nét được camera hay là quay video hay là một số cái tính năng cơ bản. Những cái tương tác với người dùng thì bao gồm là nút nhấn này, còi này, hay là rung này, hay là đèn sáng nhiều màu khác nhau, thì nó sẽ tương tác để mình có thể là nhận biết được ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về những cái tính năng và đặc điểm cơ bản của dòng máy kiểm kho của hãng Jeep có model đó là TC26. Thì như mọi người có thể thấy thì đây là một dòng máy rất phù hợp để mình sử dụng trong công tác đó là quản lý kho hay là trong công tác quản lý tài sản. Mình có thể là cầm cái thiết bị này để kiểm tra đơn hàng, kiểm tra PO, mình có thể đi soạn hàng, lấy hàng hay là mình có thể là xuất hàng bằng cái thiết bị này, và mình có thể là cập nhật lên hệ thống một cách tức thời và ngay lập tức để cho hệ thống có thể là cập nhật được cái thông tin mà kho vừa xuất hàng hay là vừa lấy hàng, hay là mình có thể là sử dụng cái này để mình có thể kiểm kê tài sản thì vào trong các phòng ban khác nhau hay là vào trong ở các cơ sở khác nhau kiểm kê để biết được là đang thiếu, đang thừa hay là đang đủ, hay là tài sản đó được luân chuyển như thế nào đó. Rất là nhiều ứng dụng và cái dòng máy TC26 của hãng Jeep này có thể là sử dụng, và còn nhiều ứng dụng khác nữa. Thì nếu như mọi người cần biết chi tiết thêm về dòng máy này cũng như là biết chi tiết thêm về các ứng dụng liên quan tới việc kiểm kê, kiểm kho, quản lý hàng hóa kho bãi hay là quản lý tài sản hay quản lý về vận chuyển, thì mọi người hãy liên hệ ngay với công ty Thế Giới Bảo Mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaomat.com. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.